Hello hello mọi người. Mình mới phát hiện ra có shop này bán đồ bánh bèo siêu xinh ở trên Shopee. Shop này thì mình thấy giao hàng khá là nhanh. Tuy lúc đến tay mình thì hộp có hơi mót một xíu, nhưng mà bù lại thì mở ra thơm phức luôn ý. Em đầu tiên mà mình đặt thì là một cái áo tay phồng. Em này thì có bo chun ở phần tay và vai khá là nhiều. Phần tay áo thì được may xòe siêu điệu luôn. Em áo này thì chỉ có một lớp thôi, khá là mỏng. Nhưng mà phần ngực thì được may hai lớp nên mọi người không sợ bị lộ gì đâu nha. Ngoài ra thì mình có đặt thêm một cái váy này để mặc cùng áo thành một set luôn. Họa tiết trên váy kiểu hơi hoa văn một xíu. Chất này thì sờ lên cảm giác hơi sần sần và dày dặn. Bên trong thì được may cả quần giống hệt cái chất vải ở ngoài luôn. Mua online mà shop còn tặng kèm là túi giấy nữa nè. Ui mọi người ơi, mặc lên trông ước có cảm giác như làm công chúa tiểu thư bồng bềnh xinh dã man luôn. Áo này thì mọi người có thể mặc hai kiểu, mặc bình thường như thế này hoặc là kéo xuống là thành một cái áo trễ vai. Áo này thì mọi người có thể mặc đi du lịch hoặc là đi chơi cũng đều ok la hết luôn. Hello hello mọi người, hôm nay mình sẽ thử unbox quần áo giá rẻ ở trên Shopee nha. Em đầu tiên mà mình mua là một cái áo trễ vai màu be. Áo này thì có kèm một cái dây để buộc nơ, hai bên cánh tay thì sẽ được bo chun để không bị tuột nha. Chất vải của em này thì mình thấy mặc lên khá là mát. Áo này thì mình thấy bạn nào có xương quai xanh mặc lên rất là xinh luôn. Áo này mình thấy có phần tay phồng siêu yêu luôn ý. Tiếp theo là mình mua thêm một em áo sơ mi trong suốt để mặc đi biển. Áo này thì chỉ có hơn 100 cánh thôi nên là cũng hơi nhiều chỉ thừa một chút. Lúc đầu thì mình định mua màu tím nhưng mà shop này thì lại hết màu tím rồi nên là chọn màu xanh luôn. Lúc nhận được hàng thì mình khá là bất ngờ vì màu này mặc lên khá là xinh. Em áo này thì còn nửa kín nửa hở, không bị quá sexy nha. Cuối cùng là mình mua một em quần suông màu đen trông khá là basic. Em quần này thì về form dáng không có gì đặc biệt, nhưng mà được cái là đường may cẩn thận và không có chỉ thừa nha. Nếu mà mọi người mua em này thì sẽ để ý phần bên cạnh của túi như thế này nhé. Mua về sẽ phải tự rạch túi chứ không có túi sẵn đâu. Mình thấy chiều dài của em này mặc lên khá là hợp lý, che được chỗ cổ chân và không bị quá ngắn nha mọi người. Đây là kích thước của bộ bài thường, còn đây là kích thước của bộ bài siêu mini. Hello, mình mới phát hiện ra trên Shopee có cái đồ chơi này siêu bé trông cưng xỉu luôn. Cái bộ này không phải mua về là chơi được luôn đâu, mà mọi người sẽ phải tách ra khỏi cái bảng như thế này. Ui nhìn thế thôi chứ khó cầm ra phết. Cháo bài thì cứ phải gọi là rơi lả tả luôn. Chơi xong mà không biết cất vào đâu thì gấp ngay một cái hộp bé xíu này nè. Bộ bài này thì trông đúng bằng cái đầu ngón tay của mình thôi. Bác nào mà chơi mấy bộ bình thường quen rồi, muốn đổi gió chơi với nhóm bạn cho vui thì thử ngay cái bộ bài siêu bé khổng lồ này để luyện mắt nha. Hello hello mọi người, hôm nay thì mình thử mua blazer giá rẻ để xem có chất lượng không nha. Đầu tiên là mình đặt một set blazer sọc trắng có kèm cả quần. Em quần này thì mặt sau có kèm chun nên là mặc khá là thoải mái. Còn cái áo này thì mình khá là bất ngờ vì mua cả set này chưa đến 200 mà áo khá là đứng form và ít chỉ thừa nha. Tiếp theo là mình đặt thêm một em áo blazer màu xanh khá là lạ. Em này thì mình thấy màu trên ảnh nó hơi nhạt hơn một xíu. Chất của em này thì khá là mỏng và chỉ có một lớp thôi. Em này có túi khá là tiện nha. Ngoài ra thì mình có đặt thêm một cái sơ mi để mặc cùng blazer nữa. Áo này là dáng oversize và mặt trước trông có vẻ khá là vì mặt trước được may liền vào nhau chứ không có cúc nha. Em áo sơ mi này mặc lên khá là xinh nhưng mà điểm trừ duy nhất là chất vải hơi nóng một xíu, nên là mình thử mặc blazer này với áo dây bên trong có vẻ ok la. Bác nào mà thích blazer như tôi thì có thể tham khảo hai em này nha. Hello mọi người, lại là chuyên mục unbox quần áo của mình đây. Shop này mình thấy bọc hàng trông yêu dã man, quấn tròn tròn vào trông cứ như cái cơm cuộn ý. Đầu tiên là mình đặt một cái chân váy hoa siêu xinh luôn. Em này thì đằng sau có bo chun, bên hông váy thì có khóa kéo và mặc dù váy khá ngắn nhưng mà shop cũng rất tâm lý khi may quần ở bên trong nha. Tiếp theo là mình mua thêm một em áo cardigan màu đen dài tay. Lúc đầu thì mình không định mua thêm em này đâu, nhưng mà mình thấy tận hơn 400 lượt mua liền nên là mình quyết định mua thử để phối với chân váy xem sao. Mình thấy hai em này phối với nhau trông khá là xinh nha. Điểm mình tiếc nhất của em áo này chính là cái phần lỗ cài cúc này nó khá rộng nên là khi mặc lên sẽ khá dễ bị bung ra. Nhưng mà mình thì thích mặc thành kiểu cardigan như thế này hơn nên là mình vẫn chấm 9 trên 10 điểm cho em áo này. Bạn nào mà style năng động một xíu thì có thể tham khảo set này nha. Hello hello mọi người, hôm trước thì có bạn bảo mình mua áo sơ mi đi nên hôm nay thử unbox hai cái áo sơ mi cho mọi người xem nhé. Em áo đầu tiên mà mình mua là một cái sơ mi kẻ màu hồng, đây chính là phần mà mình thích nhất của áo. Phần tay áo được may rất là cứng cáp và hai lớp nha mọi người. Lớp bên trong là một phần tay áo giả màu trắng, nhìn qua thì sẽ nghĩ là mặc hai áo nhưng mà chỉ có một thôi. Đường may và chất áo của em sơ mi này thì khỏi phải bàn, mặc lên cực kỳ thoải mái và đứng form nha. Em này thì mọi người có thể mặc cùng với blazer để đi làm hoặc là dùng để khoác ở ngoài như thế này cũng siêu xinh luôn. Em thứ hai mình mua là một em sơ mi màu cam. Em áo này thì mình thấy form dáng cũng hệt như em kia thôi, nhưng mà điểm khác biệt duy nhất chính là chất liệu của áo. Ui mình thề với mọi người là cái chất của em này mặc lên siêu thích luôn ý. Mặc lên đúng kiểu mềm mịn thoáng mát cực kỳ luôn. Nói chung là mình thấy cả hai em này thì đều chất lượng nên mua nha mọi người. Hello hello mọi người, không biết có ai hay thích mấy kiểu áo điệu đà tay phồng giống mình không nhỉ? Mình mới chọn được hai cái áo tay phồng siêu xinh luôn. Mình thấy chất vải của em này mà khá là thích, dáng áo thì có bèo nhún khắp nơi luôn. Lúc đặt mua thì mình khá phân vân màu xanh với cả màu trắng, nhưng mà mặc lên mới thấy là không hề hối hận một chút nào. Màu xanh này mặc lên trông xinh dã man ấy mọi người ạ, kiểu như là ai mà cũng hợp luôn ý. Em thứ hai mà mình mua là một em tay phồng hoa nhí màu vàng. Em này thì mình thấy có chất vải trông khá là lạ, kiểu nổi mấy cái vân lên mà trông bồng bềnh siêu xinh luôn đấy. Xinh như này mà mình bảo có hơn 100.000 thôi thì mọi người có tin không? Em này mình thấy phối với mấy cái chân váy rất là hợp luôn ý. Mặc đi làm, đi học hay đi chơi cũng đều ok la hết luôn.
Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình mới mua một set áo baby doll siêu xinh mà chỉ có hơn 100.000 thôi. Set này thì bao gồm một cái áo baby doll có dây buộc ở đằng trước. Em này thì phần cổ là bèo nhún, còn phần tay được may phồng khá là xinh nha. Chất vải của em này thì mình thấy mặc lên khá là mát. Mình soi thì đường may khá là cẩn thận và không có chỉ thừa. Tuy nhiên điểm trừ là nó hơi dễ nhăn một xíu. Ngoài ra thì trong set này cũng kèm theo một cái váy tennis skirt màu trắng. Em này thì dáng khá là dài. Mặt sau váy thì có kèm chun và khóa kéo. Trong váy thì có may kèm cả quần luôn nên mọi người không sợ bị lộ gì đâu nha. Mặc kiểu này thì mọi người có thể đi học đi làm cũng đều ok la hết luôn. Bạn nào thích style hiền lành ngoan ngoãn thì có thể mặc như thế này nha. Còn nếu mà mọi người thích có điểm nhấn hơn một chút thì mình thấy set trắng này có thể mix được với siêu nhiều kiểu luôn. Mọi người có thể mix với mấy cái áo khoác crop top như mình, hoặc là mọi người có thể mặc cùng với các loại blazer. Nói chung là mình thấy set trắng này cũng rất là dễ phối đồ, mặc nguyên set hay là phối với áo nào cũng hợp luôn. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ unbox một set áo mà phối được siêu nhiều kiểu luôn. Em này thì là một dạng áo khoác ở ngoài. Giữa áo thì có một cái dây để buộc nơ. Chất vải của em này thì kiểu nửa kín nửa hở, trong suốt nhưng mà vẫn kín đáo lấp la lấp ló nha mọi người. Em áo này thì là kiểu tay phồng nha. Trong set này thì có kèm theo một cái áo để mặc bên trong. Em áo này thì có cả phần đệm mút siêu dày dặn nên khi mặc vào mọi người cũng không sợ bị lộ gì đâu nha. Mình thấy em này phối được siêu nhiều kiểu luôn ý. Mặc với váy ngắn cho năng động hoặc là phối với váy dài cho nữ tính cũng đều ok la hết. Còn luôn. Mình thì mình thích nhất là phối với áo bên trong màu đen như thế này, trông kiểu khá là có điểm nhấn ý. Tiếp theo là mình mua thêm một em quần màu trắng. Em quần này thì là dáng suông, ở bên cạnh thì có khóa kéo và không có túi nha. Mình thấy chất vải của em này khá là mềm và mát, mặc đi biển khá là ok nha. Điểm trừ duy nhất của em này đấy là nó hơi mỏng một xíu, nên là mọi người cân nhắc nếu mà mua em thì này nhớ là mặc nội y sáng màu cho không bị lộ gì nhá. Hello hello mọi người. Không hiểu sao mỗi lần đặt túi mình lại đặt hai cái liền. Em túi đầu tiên mà mình mua thì là một em màu trắng có vân nổi lên khá là xinh. Bên trong túi thì có kèm một dây xích và dây ngọc trai. Phong túi này thì mình thấy khá rộng rãi nhưng mà không đựng được nhiều đồ lắm vì đâu. Vì đựng nhiều sẽ bị mất phong túi và không được đẹp cho lắm. Mình thích nhất là phần dây của em này, vì phần dưới là xích còn ở trên là phần dây nên da, là khi đeo lên không bị đau một xíu nào. Mình thấy em này mặc với mấy cái váy điệu đà siêu xinh luôn. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ thử phối với quần cho mọi người xem nhá. Tiếp theo là mình mua một em túi màu đen trơn trông khá là basic. Em này ở phần túi thì cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng mà điểm nhấn của nó nằm ở cái dây mọi người. Bên trong của em này thì có tận 3 loại dây liền, có cả dây da, dây xích và một cái dây bản to nữa. Dây này trông siêu hay ho luôn, có kèm theo cả một cái túi nhỏ bên cạnh để đựng đồ nữa. Vì tất cả các loại dây này thì đều có thể tháo ra được nên là chỉ có một chiếc túi mà có thể đeo được rất là nhiều kiểu luôn. Còn nha. Như mình thì mình sẽ thích đeo kiểu dây xích xong rồi lồng cái túi nhỏ này vào nhất. Nói chung là hai cái túi này đều rẻ lắm ý mọi người. Mình à. Thấy chất lượng quá là xứng đáng với giá tiền luôn. Hello hello mọi người. Hôm trước mùng 6 tháng 6 thì mình đã tranh thủ mua được hai bộ đồ ngủ siêu xinh. Set đầu tiên là một bộ kẻ caro màu ghi đá. Một set như thế này sẽ gồm một áo và một quần, giúp còn tặng thêm cả một cái scrunchie cùng màu nữa nè. Em này thì mình thấy là chất liệu thô mềm, mặc lên cực kỳ mát luôn. Set thứ hai mình mua là một set áo dây hoa nhí. Màu của em này lên xinh dã man luôn ý. Em áo này thì được may nhiều bèo nhún và có ren khá là xinh. Set này là kiểu free size nên là bác nào dưới 60 cân mặc thoải mái luôn. Chất vải này thì mình thấy khá là mỏng và hơi dễ nhăn một xíu, nhưng mà bù lại thì mặc lên rất là mát nha mọi người. Nếu mà ai cũng thích bộ như thế này thì không cần phải đợi đến mùng 7 tháng 7 Shopee sale đâu. Vì bây giờ 15 hàng tháng thì Shopee sẽ có chương trình sale lớn. Mọi người có thể tranh thủ mua vào đợt này cũng siêu hời luôn nha. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ unbox một set đồ khá là hot gần đây. Set này thì gồm có một áo baby doll 2 dây và một cái quần đi kèm nữa. Phần dây của em áo này thì là dây rời nên khi buộc thì mọi người có thể tự điều chỉnh độ dài nha. Mình thấy chất vải của em này thì khá là xinh, có nổi cái hạt trắng trắng lên như cái bánh gạo ấy mọi người. Phần ạ. Ngực áo thì có hai lớp, còn phần ở dưới chỉ có một lớp thôi. Em quần này thì mình chấm 8 trên 10 điểm luôn. Mình khá là bất ngờ vì chất của em này ở ngoài dày dặn hơn mình nghĩ. Đường may thì cũng khá là cẩn thận và ít chỉ thừa nha. Ui mọi người ơi, mình mặc set này lên thấy siêu xinh luôn ý. Mà mình bảo mua cả set này chưa đến 150.000 nữa thì mọi người có tin không? Áo này mình mặc lên thấy khá mát mẻ và thoải mái, thậm chí là mặc làm đồ ngủ ở nhà cũng được luôn. Điểm mình tiếc nhất là phần chun của quần hơi chật một xíu, nhưng mà với giá tiền của em này thì mình thấy chất lượng quá là ok la luôn. Hello hello mọi người. Hôm trước mùng 6 tháng 6 thì mình đã săn sale được một em váy khá là xinh. Em này thì mình mua để hôm nào có dịp đi tiệc hoặc là đi ăn trang trọng hơn một chút thì sẽ mặc nè. Mặt đằng sau của váy này thì có chun để co giãn. Mặt trước thì mình thấy có phần nơ này điệu ghê. Váy này thì bên trong có thêm một lớp chất liệu của em váy này thì là kiểu dạng xốp hơi sần sần một xíu. Bây giờ thì mình sẽ thử mặc lên cho mọi người xem nhé. Mình thấy em này thì có thể mặc được hai kiểu, trễ vai hoặc là kéo lên như thế này cũng rất là xinh nha. Phần chân váy của em này thì được may bồng bềnh, che được khuyết điểm khá là váy ok. Váy này thì bạn nào 1m58 trở lên mặc sẽ xinh còn hơn. Ai mà thấp thấp như mình thì có thể đi giày cao gót và búi tóc lên cho đỡ bị nuốt dáng nha. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ unbox mấy đồ siêu xinh mà mình mới order về nha. Đầu tiên là mình có đặt một em sơ mi màu xanh. Em này thì mình thấy chất vải và đường may quá là ok la luôn. Màu này cũng siêu đáng yêu luôn. Cảm giác mặc lên cứ như viên kẹo luôn. Em thứ hai mà mình mua để là một set váy hoa nhí. Em này bên ngoài thì là một lớp vải mỏng, bên trong thì có một lớp lót. Em này thì mình thấy không bị pha ni lông nhiều nên là mọi người không sợ bị nóng đâu nha. Điểm mình thích nhất của em váy này chính là phần ngực và bụng được may khá là xinh. Em váy này thì mọi người có thể khoác cùng sơ mi ở ngoài như thế hoặc này, hoặc là mọi người có thể mặc cùng với cái áo ở trong set đi kèm nha. Em này thì là một kiểu áo trắng tay phồng. Lúc đầu thì mình nghĩ sẽ quá to về cái váy ở bên trong, nhưng mà hóa ra mặc cùng nhau lại xinh xỉu luôn ý mọi người ạ. Cuối cùng thì mùa hè không thể thiếu được một cái yếm bò rồi. Em này thì mình thấy chất vải cũng khá là dày dặn. Điểm trừ duy nhất là mình nghĩ em này sẽ khá dễ bị bạc màu. Ngoài ra thì cái này mọi người sẽ phải tự lồng móc. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng mình cũng đã tự lồng được rồi nè. Em yếm jean này thì mọi người có thể mặc cùng với cả sơ mi hoặc là mặc với cả áo phông cũng siêu xinh luôn. Hello hello mọi
mọi người. Hôm nay thì mình lại unbox một em áo siêu dễ thương luôn. Em áo này thì có màu vàng kem sữa mà mình cực kỳ thích. Vải này sờ vào thì cảm giác như là quần áo với cả khăn xô của em bé mọi người ạ. Mặc lên thì cảm giác mềm mại mà mát dã man luôn ý. Lúc này mình quay mãi mà vẫn thấy màu hơi sai. Phải đợi đến lúc nắng lên cho mọi người xem rõ cái màu này. Siêu xinh luôn ý. Em áo này thì là dáng baby doll và có hai cái dây buộc. Nhưng mà mình thấy cái dây này hơi dài nên là mình sẽ cắt đi một chút. Bây giờ thì mình sẽ thử mặc lên cho mọi người xem nhá. Điểm mình thích nhất chính là phần cổ áo của em này. Kiểu cổ rộng xong rồi khoét xuống như thế này trông rất là đáng yêu luôn ý. Em áo này thì mình thấy vừa xinh mà vừa rất lịch sự nữa. Mọi người có thể mặc đi làm đi học cũng quá là ok la luôn. Không hiểu sao mình mặc lên cứ có cảm giác là em bé trẻ ra mấy tuổi luôn ý mọi người ạ.